Bà con Chúa ơi, khi con khó nguy giữa đời, đừng bỏ con Chúa ơi, đau thương u sầu rắn lối. Đừng bỏ con bơ vơ, sóng gió biết đi phương nào. Đừng bỏ con đơn hành, trên đường mù tối vắng tay. Con biết Chúa yêu con, theo con khắp và nẻo đường. Con biết Chúa bên con, theo con lỡ con mồ côi. Con biết Chúa yêu con, xuống trần gian nhiều cay đắng. Con biết Chúa yêu con, chờ con với Ngài. Chúa ơi, đừng bỏ con Chúa ơi, khi con lỡ dài xa Ngài. Đừng từ con Chúa ơi, khi con yêu đời hơn Chúa. Đừng mặc con lang thang, đam mê sống trong lối tôi. Đừng để con xa Ngài, vắng Ngài đời biết theo ai. Chúa ơi, con biết Chúa bên con, theo con khắp và nẻo đường. Con biết Chúa bên con, con lỡ con mồ côi. Con biết Chúa bên con, xuống trần gian nhiều cay đắng. Con biết Chúa yêu con, một đời chờ con với con Chúa ơi, khi con lối hẹn chưa về. Ngài chờ con Chúa ơi, khi con xa tình yêu Chúa. Ngài chờ con ăn năn, đôi tay chậm lê tuôn trào. Ngài chờ con bên Ngài, hướng nguồn hạnh phúc thiên cung. Con biết Chúa bên con, theo con khắp và nẻo đường. Con biết Chúa bên con, theo con lỡ con mồ côi. Con biết Chúa yêu con, xuống trần gian nhiều cay đắng. Con biết Chúa yêu con, một đời chờ con với Ngài. Con biết Chúa yêu con, xuống trần gian nhiều cay đắng. Con biết Chúa yêu con, một đời chờ con với Ngài. Chúa ơi, Chúa ơi.
con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay... Nhân dân cha và con và thánh thần. Amen. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta khởi sự nghi thức tẩm liệm. Chúng ta hành khẩn cầu nguyện cho ông Vincente mới qua đời. Xin Chúa thưởng cho ông sau khi kết thúc cuộc đời trần thế được về quê trời, vui hưởng cuộc sống đời đời. Vì chúng ta tin chắc rằng sự sống chưa phải là kết thúc tất cả, nhưng là cửa ngõ tiến vào sự sống đời đời. Ước gì ông Vincente được sống bên Chúa, vui hưởng bình an với tất cả những ai Chúa đã gọi vào nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Linh hồn Vincente, một người vừa được Chúa thương gọi ra khỏi trần gian này, kết thúc những đau khổ, những lắng lo của kiếp người. Kể từ đây, ông sẽ được chung hưởng vinh phúc bên Chúa sau cả cuộc đời, dành trọn cuộc sống của mình để tin vào Đấng Kitô. Thương thứ tha mọi tội lỗi ông Vincente đã trót phạm vì yêu đuối. Xin cho hình ảnh tốt đẹp của ông Vincente được in sâu trong tâm hồn chúng con luôn mãi. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trời, xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Chúa làm phép thi hệ của ông Vincente, Chúa chúng con. Anh hoa những chiếc khăn tang và áo quan này mà con cháu và gia đình của linh hồn ông Vincente sẽ mang trên đầu là dấu hiệu cho đạo hiếu thảo và lòng thương nhớ đến linh hồn Vincente. Thay lời cảm tạ cha và cộng đoàn, con xin cảm ơn cha và cộng đoàn. Thank you.
cha như Thái Sơn cao bao tầng, ngoài tỷ cương quyết mà lòng thương mến. Ơn cha như đuốc cao soi trên đường, đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che nắng trường, gió mưa xa gần nắng mưa không sơn. Nào những khi còn buồn người đến bên vô vẻ, bàn tay xóa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao dồi cho đáng ngôi thánh đường. Thank you.
công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Chan chứa những ân tình sâu xa, dù cho thân con gom hết lá xanh
xanh trên rừng, đóng hết lúa thóc trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Tình cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thai sân muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con đi vào đời. Tình cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thai sân muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thai sân muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con đi vào đời. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con đi vào đời. Anh đã gắn kết cùng với ca đoàn đến nay là 26 năm. Từ khi ca đoàn CC còn chập chững bước đi theo nhịp tiến của giáo xứ Bình Long. Và có thể nói, từ hồi còn được gọi là sân lễ, rồi nhà nguyện, rồi nhà thờ khang trang bây giờ, anh luôn là thành viên ưu tú, là gương mẫu sốt sắng trong công việc của cộng đoàn cũng như của mình. Mỗi thánh lễ buổi sáng, ngoại trừ vì sức khỏe, anh luôn luôn đi hát lễ. Và 3 năm nay anh đảm trách làm trưởng ca đoàn CC, cứ 4 giờ chiều thứ bảy hàng tuần là thấy bóng anh thoáng đến nhà thờ để ghi lịch hát lễ cho tuần tới. Với vóc dáng hao gầy, với khuôn mặt trầm tĩnh, tính tình ít nói, tất cả những việc làm cũng như cử chỉ dễ thương dễ mến của anh luôn còn mãi trong mỗi người chúng em, cũng như giáo xứ Bình Long.
đời người như bóng câu qua cửa sổ. Hôm qua còn, hôm nay đã mất. Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng, như cỏ đồng trồi mọc ban mai, hoa nở vươn mạnh sớm ngày, chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn. Vâng, Chúa đã cất anh về rất an lành và êm ái. Nguyện xin Chúa sớm đưa linh hồn Vicente về hưởng tôn nhan Chúa. Thưa anh, lãn hoa chia buồn này như là một lời nhắn nhủ rằng gia đình Ceci chúng em luôn nhớ về anh. Anh về nước Thiên Chúa, anh hãy cầu bầu Chúa cho chị và cháu vượt qua nỗi mất mát này. Chị vắng bóng chồng, cháu trường An vắng bóng cha, và phố phường vắng bóng anh đi. Ceci vắng hẳn những khi hát cầu, chúng em vĩnh biệt anh, xin hẹn nhau trên nước trời. Nhiên Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy: ở đâu có hai ba người nhân danh Chúa tụ họp lại mà xin điều gì thì Chúa Cha sẽ ban cho. Nay anh chị em chúng con đến đây dâng lên Chúa lời ước nguyện, xin Chúa thứ tha tội lỗi để chúng con xứng đáng cầu nguyện trước nhan Chúa. Là tôi nhưng khi mới hoài thai thì
Chúa vẫn cứ yêu con, một tình yêu khoan dung tuyệt diệu và một tình yêu cao siêu mọi chiều. Giá chuộc treo trên thập giá để con thức giấc bình minh, mừng vui trong đấng phùng sinh. Sứ cùng anh chị em trong ca đoàn Cecilia. Cuối đời của mình.
mau vui, cùng đời mau qua. Hãy sống sao một đời. Tôi đã đi là tôi trở về. Sự sống không mất, nhưng chỉ đôi tay. Biết sống này chỉ bấy nhiêu ngày. Em tới mười rồi sẽ sống thay. Trăm năm dòng sông trôi mãi. Như buồn không bên đời dần qua, người sẽ qua đời. Ra đi như đi tình cờ, ôi ngày giờ ai biết mà ngờ. Hãy lo toan sẵn sàng trong đêm, Chúa đến. Một giây tôi vừa nằm xuống, mặt trời lên ở phía chân trời. Tôi tin yêu thương tuyệt vời, Cha hiền từ không chấp tội đời. Lòng tôi vui tiếng cười trên môi. Tôi hát cùng ca đời đời. Tôi ra đi là tôi trở về. Sự sống không mất, nhưng chỉ đôi tay. Phía sông này chỉ bấy nhiêu ngày. Em với người rồi sẽ sung bày. Cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha. Trông cậy Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Nhưng anh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời. Tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui.
trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên nơi yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Còn thiếu sót xin Ngài mở rộng cánh tay yêu thương của Ngài, ôm ấp vào lòng, xin cho được tựa đầu vào trái tim nhân hậu của Chúa. Dưới đây Cha và Con và Thánh Thần.
kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi kính có hội thánh thần có khắp thế này. Vì danh Chúa nhân từ, chúng con cay vì danh Chúa nhân từ. Xin cho linh hồn vì xem tay được lên chốn nghỉ ngơi. Vì Chúa đã Giáng sinh trên đời, trong mang lửa đèn thâu giá băng. Xin cho linh hồn vì xem tay được lên chốn nghỉ ngơi. Vì danh Chúa nhân từ, chúng con cay vì danh Chúa nhân từ. Xin cho linh hồn vì sân tay được lên chốn nghỉ ngơi. Vì Chúa đổi máu gai trên đầu, chịu đánh đòn tàn nát tâm thân. Xin cho linh hồn vì sân tay được lên chốn nghỉ ngơi. Vì danh Chúa nhân từ, chúng con cay vì danh Chúa nhân từ. Xin cho linh hồn đi sân tê được lên chốn nghỉ ngơi. Máu cùng thánh Chúa tôn chào, tha thứ tội khiến cho thế nhân. Xin cho linh hồn đi sân tê được lên chốn nghỉ ngơi. Vì danh Chúa nhân từ, chúng con cay vì danh Chúa nhân từ. Cho linh hồn vì sân tê được lên chốn nghỉ ngơi. Vì Chúa chịu chết bao khổ hình, chịu nơi đồng đâm thâu trái tim. Xin cho linh hồn vì sân tê được lên chốn nghỉ ngơi. Vì danh Chúa nhân từ, chúng con cay vì danh Chúa nhân từ. Xin làm cho con cha của con và thánh thần, amen. Thay mặt gia đình người em quá cố của tôi xin thay lời trước hết cảm ơn quý ông quý anh em trong giới gia trưởng của giáo xứ Bình Long. Xin gửi lời cảm ơn tất cả quý ông quý anh. Trong cái tình liên đới, thứ nhất là cùng con một cha trên trời
Thứ hai nữa, cách đặc biệt là đối với ông Tài, là cái người mà vừa là thượng tác viên cũng như là trong ban ngành đoàn thể của giáo xứ Tân Khai. Trong tình yêu nơi ấy, chúng tôi nhận được sự mất mát, sự ra đi của người anh em của ông Tài và là người thân của chúng ta trong gia đình này. Cho nên chúng tôi đến để chia sẻ nỗi mất mát ưu tư này. Nhưng cách đặc biệt hơn đó là để hiệp thông cầu nguyện cho ông Vicente. Chúa xin ban cho linh hồn Vicente được nghỉ yên muôn đời và cho anh sáng ngàn thu chiếu soi tên linh hồn Vicente. Kính với cha Geronimo, cha chánh xứ giáo xứ Tân Khai, cùng quý ông bà trong hội đồng mục vụ cũng như anh chị em trong cộng đoàn giáo xứ Tân Khai, kính thưa cha chánh xứ, sau giờ phút cầu nguyện cho linh hồn Vicente là người thân của gia đình chúng con vừa mới mất, đó là một tín hiệu báo cho tất cả gia đình chúng con và tự nhắc nhở với nhau hãy vâng theo thánh ý của Ngài. Kính thưa cha và toàn thể quý ông bà, những ngày vừa qua là những ngày mà người em của chúng con lâm trọng bệnh và chỉ rất ngắn đã được Chúa kêu mời đi theo Ngài. Thay lời cho gia đình người em của con, chúng con xin gửi lời chân thành đến quý cha, quý ông bà, cô bác, anh chị em. Một lần nữa cho chúng con gửi lời chân thành cảm ơn. Con xin cảm ơn. Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm, trong cánh tay người hồn con vui sống. Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời, giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm, trong cánh tay người hồn con vui sống. Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời. Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho Ngài. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời, từng bước âm thầm là từng gánh phong trần mà tay trắng bàn tay, có chi dâng Ngài, con chỉ có con tim này. Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho Ngài. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời, dìu bánh tinh tuyền cùng ngàn nỗi yêu phiền, nguyện dâng Chúa ngày đêm.
dân mòn hèn, lòng thành kính con đáp đền. Đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho Ngài. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Từng bước âm thầm là từng gánh phong trần, mà tay trắng bàn tay có chi dâng ngài con chỉ. Xin được cùng hiệp ý với gia đình tăng quyến, chúng ta lại dâng tạo lễ giờ đây cầu nguyện cho linh hồn ông Vicente Rừng Vàng Chính. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Hát kính chúa Thánh Thần. Vicente Lương Văn Chính, trưởng cơ đoàn Cecilia, một thành viên trong hội đồng của giáo xứ chúng ta, đã được Chúa gọi về ra đi trong sự ngỡ ngàng của hết tất cả mọi người. Nhiều rồi, tôi dâng thánh lễ và giờ đây để đại diện cho giáo xứ của chúng ta, xin mời Thầy Quang, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ, cũng nói một số lời chia buồn với gia đình. Thưa Tăng Quyến và cộng đoàn cầu nguyện, chúng tôi được tin anh Vicente Lương Văn Chính được Chúa gọi về, thì chúng tôi cũng lấy làm đàng hoàng. Vì hai lần chúng tôi đến thăm trong lúc anh còn nghỉ dưỡng tại nhà, thì chúng tôi cũng quan sát thấy thì bề ngoài thì anh cũng còn có vẻ tươi tắn, còn nói năng chuyện trò vui vẻ, thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là anh có thể kéo dài cuộc sống tại gia đình cùng với giáo xứ trong một thời gian dài như vậy, và cũng cha sở cũng đã đến sức giàu và hợp thời cầu nguyện cho anh. Thì trong vòng 5 ngày sau thì chúng tôi được tìm anh Vicente được Chúa gọi về, thật là một tin cũng đàng hoàng với chúng tôi. Thì hôm nay với tư cách là cơ cấu trong hội đồng mục vụ giáo xứ, thì anh Chính là cái người cũng đã gắn bó với giáo xứ nhiều năm chúng ta qua bao nhiêu chục năm. Và tôi còn nhớ là trong cái thời kỳ mà cha cố còn sống tại Bình Long, thì anh Chính của chúng ta cũng là một trong một cái gọi là, chúng tôi gọi là tài xế xe ôm của cha cố. Cha cố rất tín nhiệm và đi đâu thì thời gian rất lâu dài thì vẫn là kêu anh Chính chở cha đi đây đi đó. Thì đó là những cái dấu ấn, những cái kỷ niệm mà chúng tôi cũng ghi nhận những cái sự đóng góp chân thành quý mến của anh Lương Văn Chính. Rồi về sau để anh Chính cũng tham gia tất cả những sinh hoạt trong giáo xứ, cụ thể là cả đoàn Cecilia. Với cha sở hợp dừng thánh lễ, thứ nhất là để chia sẻ nỗi buồn với Tăng Quyến và dâng lời cầu nguyện cho anh Vincent Lương Văn Chính được hưu sớm hưởng về nhà Thánh Chúa. Giờ đây chúng tôi xin kính mời cộng đoàn hợp ý dâng lễ.
chị em của giáo xứ Bình Long, kính thưa quý vị đang hiện diện trong nơi đây, sân nhà của anh Vicente Du Văn Chính, trước thi hài của anh. Thưa anh chị em ca đoàn Cecilia, thưa gia đình Tam Quyến, cũng có sự hiện diện của quý sư, chúng ta hiệp dâng thánh lễ này với tất cả lòng sốt máy nhất để cầu nguyện xin lòng thương xót của Chúa xót thương người anh em của chúng ta, linh hồn Vicente đã được Chúa gọi về trong sự ngỡ ngàng của hết tất cả mọi người trong chúng ta. Và có lẽ chúng ta vẫn lưu giữ ở trong tâm trí, ở trong trái tim mình anh Vicente Lưu Văn Chính rất nhẹ nhàng, hiền dịu, dễ thương. Trước công việc gì anh đều mỉm cười, hay dù có bị nói một vài lời nào chọc ghẹo, giỡn đùa, hay một lời nói nào ấy như thế nào chăng nữa, thì tôi thấy anh cũng vẫn cứ cười, mỉm cười một cách rất là yêu chiều, dễ thương. Tôi bước lên cúi mình trước thánh giá của Chúa và bước lên trước thi hài của anh. Tôi cúi chào anh. Tôi nhìn vào hình anh nhìn tôi, và tôi nhìn anh, tôi nói với anh rằng tôi mến anh lắm, tôi nhớ anh, tôi cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã làm, đã thực hiện cho giáo xứ này cũng như cho bản thân tôi về linh mục từ khi tôi về sống ở nơi đây với anh chị em, với giáo xứ của chúng ta trong tư cách là cha sở của giáo xứ này. Tôi nói với anh là tôi cầu nguyện cho anh nhiều, tôi cầu nguyện cho gia đình của anh, và xin anh cũng cầu nguyện lại cùng Chúa cho tôi, cho tất cả giáo xứ của chúng ta, cho gia đình của anh, cho anh chị em trong ca đoàn Cecilia mà anh là người chuyển, sẽ được Chúa gọi về. Vâng, kể chị em, tất cả những tâm tình đó chúng ta lồng vào thánh lễ giờ đây và đặt trên đĩa thánh, chén thánh để dâng lên Chúa cầu nguyện cho linh hồn đi sạch quê. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời chúng con nguyện cầu khẩn này. Chúa xót thương tôi tớ Chúa lòng Vicente Lương Văn Chính, vì khi còn ở đời này Chúa đã thương đón nhận tôi tớ Chúa vào đoàn dân của Chúa, thì giờ đây xin Chúa cùng cho tôi tớ Chúa được vào nơi đầy ánh sáng và bình an, và chung hướng phần vinh phúc với các thánh của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Timôthêô. Con thân mến, con hãy nhớ đến Chúa Giêsu Kitô, bởi dòng dõi David đã từ cõi chết sống lại, theo như tin mừng cha rao giảng. Vì tin mừng đó mà cha phải đau khổ đến phải chịu xì xích như một tên gian ác. Nhưng lời của Thiên Chúa đâu có bị xì xích. Vì thế, cha cam chịu mọi sự vì những người được tuyển chọn, để họ được hưởng ơn cứu độ trong Chúa Giêsu Kitô và hưởng vinh quang muôn đời. Đây là lời đáng tin. Nếu chúng ta cùng chết với người
thì chúng ta sẽ được cùng sống với người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với người. Nếu chúng ta chối bỏ người, thì người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta bất tín, thì người vẫn trung tín, vì người không thể chối bỏ chính mình. Đó là lời Chúa. Đưa tôi đi qua mọi nẻo đường.
Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thoáng biết những điều này, mà lại mặc khải cho những người bé mòn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta. Không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và người mà con muốn mà khải cho. Hãy đến với ta, hãy tất cả những ai lao nhọc và gánh nặng, ta sẽ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lễ của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các ngươi sẽ tìm được sự thanh thản cho tâm hồn. Vì ách của ta thì êm ái, gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời Thiên Chúa. Thưa chị em, Chúa yêu thương chúng ta, Chúa chăm sóc chúng ta quá tuyệt vời. Có lẽ chúng ta cảm xúc trước sự ra đi của anh Vicente Rương Văn Chính, nhưng mà tôi thiết nghĩ rằng chúng ta phải cảm xúc muôn vàn lần hơn nữa trước cái tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Qua những tâm tình đó, tôi nhìn lại cuộc đời của người anh em chúng ta, tôi cũng nhận thấy cái bàn tay của Chúa dẫn đưa người anh em chúng ta. Có lẽ chúng ta nhìn vào người anh em của chúng ta là anh chị, chúng ta thấy, và có lẽ là lời đáp ca này thật ra đúng, lòng vẫn êm đềm dù trời đêm thung lũng đầy sương mù, cứ phải trải qua những đau khổ khó khăn. Thế anh chị em, có lẽ chúng ta thấy là anh chị người thân của chúng ta cũng rất êm đềm và bình an trong lòng. Những thể hiện ở bên ngoài hầu như chúng ta thấy là không có gì là ưu tư lo lắng và phải bức xúc, hay là có một cái thái độ nào ấy có vẻ là không có kiềm chế được cái cảm xúc của mình. Rất bình an, rất tĩnh lặng. Trong những giây phút ngắn ngủi này, chúng ta không kể ra được những gì có liên quan tới anh Vicente Đường Văn Chính. Nhưng tôi có thể, theo cái cảm nhận của lòng mình qua những lần tiếp xúc gặp gỡ với anh, tôi có thể chia sẻ với anh chị em và một cái cảm nhận, một cái nhìn tổng quan của tôi về cuộc đời của anh. Đó là anh giữ được cái tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến này. Và như thế, đối với tôi cho là quá tuyệt. Với anh chị em chúng ta và với bản thân tôi, khi nghe những lời hát đáp ca như thế, tôi nảy ra cái tư tưởng là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến là do Chúa, nhờ Chúa. Thì tôi cũng đã nói với Chúa rằng bây giờ thì lạy Chúa, anh chính người thân của chúng con quả thật là được Chúa gọi về như thế, thì bây giờ tâm của chúng ta là sao động này, của chị này, của Trường An và của tất cả chúng ta đây là sao động, của tôi nó cũng sao động. Cho nên chúng ta khóc, chúng ta nhớ, chúng ta thương. Nhưng bây giờ tâm của anh ở bên Chúa thì là một tâm bất biến, không còn phải lắng lo gì nữa giữa dòng đời nhân thế này, mà tất cả chỉ là trong Chúa với niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta tin rằng anh được Chúa cứu độ, bởi vì sự ra đi của anh là một sự ra đi trong Chúa. Còn nếu có phải đền bồi một chút nào đó, một thanh tẩy về những tội lỗi chưa được đền cho đủ, thì cho dẫu như thế, anh cũng vẫn được bình an ở trong Chúa, ở nơi Chúa tâm anh đã bất biến rồi. Không còn phải lo lắng gì nữa, vì được ơn cứu độ rồi. Bây giờ chỉ còn đền bồi và thanh tẩy những gì chưa trọn thôi, cho được nên trọn. Và anh được hưởng tôn nhan Chúa. Tâm anh đã bất biến rồi. Dòng đời có vạn biến như thế nào đi nữa thì với anh bây giờ cũng không quan trọng nữa.
tâm anh đã bật điện. Thế còn chúng ta đây, thưa anh chị em và tôi còn đang sống trong dòng đời này, chúng ta cũng nài xin Chúa, như tôi cũng nài xin Chúa trong cái giây phút vừa qua đây. Xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta cũng giữ được một cái tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến này. Và để có được một cái tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, giữa tình người đổi thay, giữa lòng người không thể đo được được, thì chúng ta phải bám vào Chúa, phải chọn niềm tin thác ở nơi Chúa và dâng trao chính cái con người của chúng ta cho Chúa. Vâng, khi chúng ta phó thác trọn vẹn cho Chúa, Chúa dẫn đi đâu, ở trong lối đường nào, chúng ta cũng phó thác cho Chúa. Và như thế, tâm chúng ta được bất biến giữa dòng đời vạn biến. Trong tâm anh gieo nho, giờ người thân quấn xa con rồi. Ngày tháng mới những tháng trầm, bao buồn vui kiếp sống con người. Ngài ơi thương xót linh hồn, người thân vương những lỗi lầm, cùng dâng lên bao yêu đuối, xin Ngài nhận lời kêu cầu. Xin dâng lên linh hồn biết xem tên với yêu hẹn của bao ngày qua. Dâng lên Chúa hiến lễ ca tụng này, cầu cho tôi tớ Chúa lòng vinh tê lương văn chinh. Chúng con khẩn khoản này, xin Chúa đoái thương nhờ nghi lễ giao hòa thanh thiên này. Tôi tớ Chúa đang được sống lại, chúng con cầu xin nhờ được Kitô Chúa chúng con. Người với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên thiên Chúa. Thank you.
như vầng đông chan hòa suối đời con. Bàn tay êm ái vô về những thế con buồn, một đời gian khổ mong ngày con lớn con khôn. Xin cho cha đã được Chúa cho tham dự vào giao ước của Chúa. Khi được tẩy sạch nhờ quyền năng của bí tích này, muôn đời được hưởng bình an của Đức Kitô, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Xin cho Vicente qua bí tích của tôi đã nhận được hạt giống trổ sinh sự sống đời đời, được mãi mãi sum họp với ca thánh của Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho Vicente đã được ước mình mỏ thánh Chúa Kitô là bánh mang sự sống đời đời, được sống lại trong ngày sau hết. Xin Chúa nhắm lời chúng con vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót linh hồn Vicente. Lạy Chúa xin cho linh hồn Vicente được yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn tu chiếu soi trên linh hồn Vicente. Thay mặt gia đình, giờ đây chỉ biết ngậm ngùi và dâng lên trước tôn nhà Thiên Chúa một lời nguyện xin. Xin Chúa xót thương linh hồn Vicente. Một lần nữa, thay mặt gia đình người em của con, gia đình chúng con cùng xin bày tạ Cha. Trong con thương, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin thương xót con. Về đây xin dâng ca dâng hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.